Rồi ạ. Vậy thì ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng đã chia sẻ qua rồi ha. Để có thể thành công trong cuộc sống ấy thì chúng ta cần phải nắm bắt được cái nguồn lực. Chúng ta phải xác định được cái nguồn lực lớn nhất giúp chúng ta thành công, đó là chính là bản thân mình. Trên cuộc đời này đừng đi tìm kiếm bên ngoài, mà cái thứ giúp cho chúng ta thành công ấy, cái nguồn lực lớn nhất ấy và cũng là cái giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu ấy, ước mơ hoài bão, cái nguồn lực lớn nhất chính là bản thân của chúng ta. Quý chị có thể để ý này, xe này, nhà, công ty, doanh nghiệp hay là những thành tựu ấy chúng ta có được ấy, thì những thứ đó nó tạo ra mình hay là mình tạo ra những thứ đó ạ? Tiền bạc, của cái vật chất, những thứ đó nó đều được tạo ra từ chính mình. Nguồn lực này ấy, thì ai cũng có nha, nhưng mà quan trọng ấy, là chúng ta có sử dụng hết toàn bộ cái khả năng tiềm ẩn của nó hay là không. Và nội dung hôm qua Hiền muốn chia sẻ với anh chị chính là về tiềm thức, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi chia sẻ cái nội dung đó là sức mạnh của tiềm thức. Con người chúng ta thì có 6 giác quan, 5 giác quan bên ngoài và một cái giác quan chính bên trong nữa. Giác quan bên trong ấy gọi là tâm thức, là giác quan vô hình nhưng mà lại tạo ra những cái thứ hữu hình, đúng không anh chị? Và chức năng của tiềm thức ấy thì thứ nhất là nơi duy trì sự sống. Tiềm thức có chức năng là duy trì sự sống, vận hành những cái tế bào cho tới những cái cơ quan nội tạng bên trong cơ thể chúng ta. Chúng ta không điều khiển mà tiềm thức tự vận hành luôn. Và cho tới ngày hôm nay thì những nhà khoa học chưa tạo ra được bất kỳ một cái công nghệ nào mà nó có trí thông minh và có được cái sự gọi là tuyệt vời như cơ thể của anh chị. Yes. Như cơ thể người đó anh chị ạ. Và chức năng thứ hai đó là lưu trữ thông tin. Từ khi còn nhỏ cho tới ngày hôm nay, chúng ta luôn được tích trữ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái thông tin, những cái bài học trong cuộc sống của mình ấy, và nó lưu trữ cho tới bây giờ luôn. Và chức năng lớn nhất của tiềm thức đó là lưu trữ thông tin. Có những cái mình tưởng chừng như là không nhớ đâu, nhưng mà thực sự ấy là tiềm thức nó chỉ lưu lại thôi. Có những kiến thức ấy hoặc là kỹ năng ở trong quá khứ mình đã học rồi nhưng mà lâu rồi ấy, mình không dùng ấy, thì mình sẽ quên đi. Nhưng bây giờ ấy, mình thử ôn lại, làm lại ấy, thì tự khắc ấy là nó sẽ được giống như là chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để ôn lại hay là học lại từ đầu nữa, bởi vì nó đã lưu trữ ở đó rồi. Nhiều khi ấy, là mình không dùng nhiều kiểu như là nó bị quên đi á, nhưng mà không quên đâu anh chị, mà nó vẫn còn lưu trữ ở đó. Thì khi chúng ta ôn lại, dùng lại thì nó sẽ hiển thị lên để chúng ta ứng dụng kiến thức đó. Yes. Và chức năng thứ ba là đồng ý và cho thêm. Ý thức đưa ra quyết định và tiềm thức đồng ý và cho thêm. Đây là một chức năng cực kỳ là quan trọng. Cái chức năng này thì hôm qua chúng ta đã chia sẻ rồi hai anh chị. Vậy thì làm thế nào để ứng dụng sức mạnh tiềm thức để có được cái thành công trong cuộc sống ấy? Làm sao để có thể sử dụng được cái kiến thức hay là tiềm thức để có thể là có được những cái thành công trong cuộc sống? Đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ nói tới một cái cơ cấu hay còn gọi là cái công thức thành công hai anh chị. Yes. Thành công của một người ấy, bất cứ ai, dù anh chị đang làm công việc gì, mình bao nhiêu tuổi, thì tất cả mọi người đều đúng với công thức này. Đó chính là suy nghĩ ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Anh chị ghi lại đi ạ. Chúng ta nhìn vào kết quả của mình. Kết quả ở đây có thể là về sức khỏe này, về mối quan hệ, về kết quả về tài chính. Thì tất cả những kết quả trong cuộc sống ấy thì ít nhiều ấy do công thức này tạo ra. Ví dụ, bao nhiêu anh chị ở đây muốn cuộc sống của mình tốt hơn ạ? Cuộc sống của mình có nhiều thành công hơn ạ? Ở đây là ai muốn có nhiều thành công hơn về sức khỏe ạ? Ở đây có ai muốn là có nhiều thành công hơn về mối quan hệ và về tài chính không ạ? Đương nhiên, nhiều nhiều thành công hơn đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ phải có cái sự thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta không thể có hành động cũ mà mình mong muốn là có kết quả mới được. Mình không thể cứ làm một cái hành động đó lặp đi lặp lại hoài và hy vọng rằng có những kết quả đột phá mới. Chúng ta phải thay đổi. Yes. Ví dụ, bạn có sức khỏe tốt hơn ấy hay là muốn có body đẹp hơn thì chắc chắn rồi ạ. Chúng ta không thể nào mà cứ dùng hành động cũ được. Ví dụ như là không thể nào mà không tập thể dục, ăn những đồ ăn chế độ dinh dưỡng không có lành mạnh. Và đương nhiên ấy là chúng ta muốn có body đẹp hơn ấy thì chúng ta phải có sự thay đổi. Thay đổi về chế độ dinh dưỡng này, về chế độ tập luyện nữa. Anh chị đồng ý không ạ? Yes. Về mối quan hệ cũng vậy thôi ạ.
Nhiều người nghĩ là nó sẽ tự dưng tốt hay là tự dưng không tốt, nhưng mà sự thật ý là chúng ta có khả năng để thay đổi chất lượng mối quan hệ của mình. Nếu như bạn mong muốn có nhiều người cười với mình ý, thì mình hãy cười với nhiều người hơn đi. Bởi vì là có ai mà thích những điều không tích cực không ạ? À? Mọi người đều thích những người tích cực. Ví dụ như trong gia đình ý, mà lúc nào anh chị cũng cau có, chỉ trích, trách móc, cũng tập trung vào những cái khuyết điểm của người thân trong gia đình của mình ý. Thì theo anh chị có thích không ạ? À? Tự hỏi là bản thân mình rằng là những cái người thân trong gia đình của bạn ấy, họ làm điều đó với bạn ấy, bạn có thích không? Bạn không thích thì bạn sẽ tránh mặt người đó. Bạn không thích thì nhiều khi là thường là chúng ta sẽ không có được cái sự hòa hợp với cái người đó. Thay vì có những hành động như vậy ấy, thì mình thay đổi đi ạ. À. Mình có những cái lời nói yêu thương, những lời khen ngợi, mình thông cảm, mình vị tha, mình bao dung, thì lúc đó là mối quan hệ sẽ trở nên tốt hơn. Thì đó là chúng ta nói về sức khỏe, về mối quan hệ. Vậy thì tài chính nó có không ạ? Có luôn. Vậy thì tài chính nó cũng ảnh hưởng chứ. Ví dụ thu nhập của mình ấy, nó tương ứng với lại cái giá trị mình trao đi. Ví dụ như là anh chị để làm những công việc mà ai cũng làm được hết ấy. Những cái việc lao động chân tay theo kiểu là ai cũng làm được hết ấy. Ví dụ như là làm dọn dẹp này, bưng vác này. Những cái việc mà chỉ cần có sức khỏe là làm được ấy. Thì theo anh chị, thu nhập của mình ấy, có cao được không? Không đúng không? Vì sao ạ? Vì cung cầu thị trường. Bây giờ một cái việc mà nó không có đòi hỏi cái trình độ cao mà ai cũng có thể làm được hết, thì chắc chắn cái giá trị của nó tương ứng với cái số tiền. Nó không cao được. Mặc dù những công việc đó nó cũng rất là quan trọng, nó cũng không thể nào thiếu cho xã hội này được, nhưng mà vì nó có thể rất là dễ dàng thay thế và rất nhiều người có thể làm được, chỉ là không đòi hỏi trình độ gì cả, thì đương nhiên rồi ạ, thu nhập của nó sẽ thấp hơn so với những cái công việc mà đòi hỏi trình độ cao hơn. Yes. Đó là lý do vì sao mà nhiều gia đình giàu có ấy, cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để cho con cái của họ đi học. Chúng ta hay nghe câu chuyện đó là tấm gương nghèo vượt khó đi. Ví dụ gia đình khó khăn quá cho nên là ba mẹ chăm chỉ và làm lụng để cho con cái được đi học đàng hoàng, để con cái ấy, đổi đời. Đó là với những cái gia đình khó khăn. Nhưng một gia đình giàu có thì họ đâu có cần phải đổi đời nữa, thịnh vượng dư giả tài chính rồi mà. Nhưng mà họ vẫn đầu tư cho con học ở những cái trường quốc tế, thậm chí là những cái trường quốc tế học phí của nó một năm là hàng tỷ đồng á. Họ sẵn sàng cho con đi học. Thì theo anh chị, những cái việc đó có phải là vung tiền phung phí không ạ? Dạ không đâu ạ. Vì họ biết rằng là cái số tiền đó đầu tư cho con cái của họ, là các bạn ấy được học những cái giáo trình từ những cái người giỏi nhất, và sau này các bạn ấy có thể làm được, giải quyết được những cái vấn đề mà đa số những người khác họ không đủ trình độ để giải quyết. Ai cũng muốn việc làm việc nhàn hạ, ai cũng muốn làm việc nhẹ nhàng. Vậy thì cái việc khó dành cho ai ạ? Dạ vâng, việc khó dành cho những người thành công. Để giải quyết được những việc khó đó ấy, thì phải có trình độ. Vậy muốn gia tăng thu nhập ấy, thì phải nâng cao trình độ của mình lên. Mình phải nâng cao cái khả năng của mình lên. Hãy nhớ một điều này, nếu như bạn không có giá trị thì dù có quen biết ai thì bạn cũng sẽ không có thành công được đâu ạ. Rất nhiều người có cái quan điểm rằng là mình phải quen biết ông này bà kia, phải quen biết người này, phải quen biết người kia, có mối quan hệ với người như thế này, có mối quan hệ với người như thế kia. Nhưng bạn phải nhớ một điều rằng là nếu bạn không có giá trị thì cái mối quan hệ đó cũng không lâu dài được. Mối quan hệ đó cũng không thể trở thành một cái nguồn lực để có thể hỗ trợ cho bạn thành công được đâu ạ. Bởi vì đó là bản chất của cuộc đời này rồi. Vậy thì chúng ta đã thấy rằng là nếu muốn gia tăng thu nhập ý, thì hãy phát triển, hãy học tập phát triển, rèn luyện những kỹ năng. Nếu như mà bây giờ ý, là một trong một công ty, một công việc không đủ sống, thì bây giờ không lẽ chịu đựng à? Thì bây giờ phải coi coi thì mấy công việc nào đó thêm ấy, làm thêm những cái job bên ngoài ý, kinh doanh online thêm này, để có thể trang trải, để có thể thêm thu nhập này. Đó chính là cái sự thay đổi về hành động. Thì lúc đó kết quả về thu nhập ấy, nó mới khác được. Chúng ta thấy ở đây là gì ạ? Muốn thay đổi kết quả thì phải thay đổi hành động. Và hành động ấy, thì nó có hai loại hành động. Những hành động hỗ trợ và những hành động không hỗ trợ. Hành động hỗ trợ là gì ạ? Có nghĩa là những hành động đó nó giúp cho chúng ta thành công, giúp cho chúng ta tốt lên, giúp cho kết quả được cải thiện lên từng ngày.
Và những cái hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần ấy thì nó gọi là thói quen. Cũng như vậy, những hành động mà nó khiến cho những cái kết quả của mình ấy nó đi xuống tồi tệ hơn và nó cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó gọi là những thói quen xấu. Bản chất người thành công ấy, họ tạo ra cho họ những thói quen tốt, thói quen thành công, và từ những cái thói quen thành công nó tạo nên kết quả thành công. Ok không ạ? Yes. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần rất là quan trọng. Tại sao chúng ta lại có thói quen của mình ạ? Và mỗi một người lại có một thói quen khác nhau. Và thói quen chính là cái tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức của chúng ta nó tạo nên cái thói quen đó. Bởi vì nó được lưu trữ lại thông tin mà. Nó lưu trữ lại những cái hoạt động bạn làm mỗi ngày. Nó lưu trữ lại những cái hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và từ đó nó trở thành thói quen của bạn. Và nhiều khi là chúng ta có những cái thói quen xấu, những thói quen khiến cho mình thất bại, những thói quen mà khiến cho cuộc sống của chúng ta ấy, nó không được hạnh phúc, nó khiến cho chúng ta phải chịu những cái áp lực, chịu những cái điều nó không tốt, nhưng mà chúng ta vẫn làm, bởi vì đó là những thứ chúng ta đã quen rồi, chúng ta đã quen làm cái việc đó rồi. Ví dụ một cái thói quen xấu, đây là một cái thói quen không tốt, không có bất kỳ một cái lợi ích nào luôn, nhưng mà rất nhiều người ngoài kia họ vẫn đang làm. Đó là thói quen đánh giá, phán xét, nói xấu người khác. Hay là chúng ta lên mạng xã hội ấy, thấy có rất nhiều những cái bình luận tiêu cực, phán xét người khác. Theo anh chị nhé, thì những hành động như vậy ấy, thì có lợi ích gì cho cái người đó không ạ? Giả sử cái người kia là người xấu thật đi, thật sự là người không tốt thật đi, thì cái người nói xấu đó có lợi gì không ạ? Yes, cũng đâu có lợi gì đâu. Nhưng mà giả sử cái người kia lại là người tốt, họ là người đàng hoàng chính trực, không phải là cái người như bạn nói đi, thì bạn sẽ bị mất uy tín với những người xung quanh, chứ đâu có lợi đâu. Không cần biết cái người mà bạn nói xấu á, cái người mà bạn chỉ trích ý, họ tốt hay là không tốt, nhưng mà rõ ràng ấy là mình không có được cái lợi ích gì cả, mình không hề có lợi ích gì cả. Cho nên là chúng ta hãy nhớ thói quen ấy, có thói quen tốt và thói quen không tốt. Và đặc biệt ý, nếu như mục tiêu của bạn ý, là thành công, bạn phải nhớ một điều rằng là chất lượng những mối quan hệ của bạn ý, nó sẽ quyết định thành công của bạn. Có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mây tầng nào thì sẽ hút mây tầng đó. Thu nhập của chúng ta ý, nó sẽ tương ứng với năm cái người mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất. Những người mà chúng ta thân thiết nhất, những người mà chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều nhất. Nếu như bây giờ bạn tiếp xúc và chơi thân với 5 người nghiện ngập ấy, thì cho anh Hiền hỏi anh chị là chúng ta học được gì từ họ? Nếu như bây giờ chúng ta chơi với 5 người là cờ bạc ấy, thì mình học được gì từ họ? Mình sẽ xây dựng được thói quen gì từ những người đó? Và nếu chúng ta chơi với 5 người thông minh, chăm chỉ và có ý chí, có nhiệt huyết, thì chúng ta sẽ học được gì từ họ? Nếu như bạn chơi với 5 người thành công á, thì bạn học được gì từ họ? Chúng ta phải nhìn vào, đó là cái cách mà cuộc đời vận hành nói chị. Nếu bây giờ mình muốn trở thành những người tinh hoa, là người thành công, thì mình phải biết rằng là cái người thành công á, cái kết quả của chúng ta ấy, nó đến từ thói quen hành động. Và thói quen nó ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường, là các mối quan hệ, là những cái người mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày. Vậy thì giữa những thói quen tốt và những thói quen xấu á, thì ai cũng muốn thay đổi thói quen tốt, ai cũng muốn thay đổi thói quen thôi. Nhưng cái câu chuyện ở đây là để làm được việc đó ấy, thì nó không có hề dễ. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta biết rằng cái việc chúng ta thức dậy sớm ấy, chúng ta thiền định, chúng ta đọc sách ấy, chúng ta dậy sớm ấy là chúng ta cái não lúc đó, não của chúng ta nó sáng nhất. Lúc đó là cái thời điểm tốt nhất để mình học phát triển bản thân ý. Nhưng mà không dậy nổi ạ. Hoặc là dậy được vài ngày xong là bỏ cuộc ạ. Bởi vì sao ạ? Vì không có thói quen dậy sớm. Chỉ có thói quen đó là dậy trễ thôi. Mình đã dậy trễ, ngủ nướng trong suốt 10 năm, 20 năm rồi. Cho nên là bây giờ ấy, dậy sớm ấy, khó quá. Biết là bây giờ ấy, phải phát triển bản thân. Phải có hiểu biết, phải có tư duy. Phải lắng nghe những người thành công chia sẻ. Thì mình mới thành công được. Tham gia câu lạc bộ ấy, thành công để mình học hỏi từ những người giỏi hơn mình thì mình mới giỏi hơn được. Nhưng mà không hiểu sao ấy là mình lười lắm, mình lười kinh khủng luôn. Thấy lướt
TikTok ấy thì hơn. Thế xem phim ngôn tình ấy thì hay hơn. Xem phim tình cảm Hàn Quốc ấy nó hấp dẫn quá. Chứ bây giờ đọc sách ấy chán lắm, buồn ngủ lắm. Có những người ấy, họ có thể thức cả đêm để cày xem một bộ phim nhưng mà không cầm nổi được một quyển sách đọc trong vòng 30 phút. Bởi vì là họ không có thói quen đọc sách, không có quen phát triển bản thân, không có quen nghe những cái kiến thức hay là những cái ấy. Họ quen đi hóng drama hơn, lên mạng hóng co xem là có drama gì không, lên hóng nào đánh nhau đánh ghen các thứ, ngày nào mà cũng hóng drama những chuyện tiêu cực trên mạng xã hội, trên báo chí, báo đài thì hỏi coi ạ, bạn có tích cực nổi không ạ, hỏi coi ạ, bạn có bình an vui vẻ yêu đời không ạ. Mà mấy cái chuyện đó ấy, thời nào cũng có hết anh chị, mà chúng ta biết rồi ạ, những cái drama tiêu cực ấy nó càng tiêu cực ấy thì nó lại càng hấp dẫn, càng có rất nhiều người xem. Cái gì mà nó càng tiêu cực, càng drama ấy thì nó sẽ có tính viral cao hơn. Cái việc của mình ấy, mình phải hiểu rằng là chúng ta xem báo, chúng ta xem thông tin trên mạng xã hội thì chúng ta được quyền lựa chọn và chọn lọc để chúng ta coi cái gì. Bởi vì bạn chọn lọc cái gì cho mình xem ấy, cho cái não của mình xem ấy, cho tiềm thức của mình xem á, cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới chính mình, nó sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc và ảnh hưởng tới thói quen của mình. Anh chị hình dung nha, sau một giấc ngủ ngon lành, vừa thức dậy, mở mắt ra, đi mở mạng xã hội lên, toàn là chuyện cướp, hiếp, giết, rồi đánh ghen các thứ, tranh chấp, rồi đủ thứ, mấy cái chuyện drama ấy. Thì bạn có còn thấy năng lượng không ạ? Hay lúc đó bạn lại nghi ngờ nhân sinh, bạn trầm cảm, rồi bạn lại nói bạn phải đi chữa lành. Thói quen về cái việc chúng ta xem những thông tin tiêu cực ấy thì nó sẽ là một cái ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc của mình ấy. Bây giờ muốn thay đổi những thói quen đó ấy, thì phải làm sao ạ? Nó khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Bởi vì tiềm thức luôn luôn nghe theo ý thức. Ý thức có chức năng là ra quyết định, tiềm thức là sẽ đồng ý và cho thêm. Có thể thời kỳ đầu ấy tiềm thức nó sẽ chiến đấu, nó sẽ chống đối, nhưng mà sau đó tiềm thức ấy cũng sẽ nghe theo ý thức thôi ạ. Và hãy hình dung cơ thể chúng ta ấy, tâm thức của chúng ta nó giống như là một con thuyền, một con tàu, và ý thức là người thuyền trưởng, còn tiềm thức ấy là những thủy thủ đoàn. Và bây giờ ấy, thuyền trưởng nói là tiến lên phía trước, nhưng mà thủy thủ đoàn ấy thì sẽ có những người nó sẽ kiểu là lười nhác, nó trì hoãn, và thuyền trưởng thì cứ nói tiến lên phía trước nhưng mà thấy không tiến tí nào, và thậm chí là còn bị lùi nữa. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Đó là trong một thời khắc như vậy ấy, thì cái người thuyền trưởng phải là cái người nhất quán, kiên định, tục ra quyết định tiến về phía trước, và phải kiên định quyết tâm, cam kết thay đổi. Thì một thời gian sau thì cái tiềm thức ấy là những người thủy thủ đoàn ấy là không thích làm, nhưng mà giờ thuyền trưởng giữ quá, thuyền trưởng quyết tâm thì nó cũng phải làm thôi anh chị. Nó đến từ cái việc là ý thức của chúng ta ấy là nhất quán, kiên định đến cùng, kiên định với mục tiêu và quyết định của mình cho tới cùng. Vì thế mà có một cái bài học, một cái học thuyết là gì ạ? Để thiết lập một cái thói quen mới thì chúng ta cần ít nhất là 21 ngày liên tục thực hiện thói quen đó. Ít nhất là 21 ngày. Ít nhất là 21 ngày liên tục thực hiện cái thói quen đó. Ít nhất thôi nhé. Nhưng mà một khi chúng ta đã làm được 21 ngày rồi thì ngày thứ 22 anh chị sẽ không còn thấy là khó chịu nữa. Anh chị sẽ thấy nó dễ dàng vì nó đã trở thành thói quen mới của mình rồi. Yes. Ví dụ bạn đặt mục tiêu chạy bộ khoảng là 5 cây số đi. Thì khi mà mình đặt mục tiêu đó, ngày đầu tiên chạy được 5 cây số, ngày đầu tiên sung mà, nhưng mà ngày thứ hai đảm bảo luôn, bắt đầu tới cái giờ mà bạn là bảo là chuẩn bị chạy bộ ấy, bắt đầu là mỏi vai quá, mỏi lưng quá, ôi trời hôm nay mưa, trời nắng, không có cảm hứng, đủ thứ lý do hết. Lúc đó là tiềm thức, lúc đó là tiềm thức đó, là những thủy thủ đoàn ấy, nó đang chống đối với cái thuyền trưởng đó. Phải nhớ rằng ý thức là ra quyết định và chúng ta phải kiên định với cái ý thức của mình. Không nha, phải tiếp tục chạy và phải chạy thôi. Ý thức quyết tâm tới cùng ấy thì dù cơ thể có đau mỏi hay là có lười cỡ nào ấy cũng phải chạy thôi. Ngày thứ hai là như vậy, nhưng ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ năm, thứ 10, thứ 15, 20, ngày 21 đảm bảo
cứ chạy liên tục 21 ngày. Tới ngày thứ 22 là không thấy mỏi, không thấy nhức gì hết nữa. Thấy bình thường luôn. Đó là cái việc chúng ta huấn luyện tiềm thức của mình ấy. Huấn luyện thói quen của mình để nó trở thành cái phiên bản tốt hơn, để chúng ta có được cái kết quả nó tuyệt vời hơn. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Trong cái việc rèn luyện sức khỏe hay là cái việc chúng ta kiếm tiền, gia tăng thu nhập ý, và trở nên thành công về tài chính ý, thì nó cũng giống như vậy thôi anh chị ạ, giống nhau hết. Bây giờ mình muốn thành công về tài chính, gia tăng thu nhập, có những cái cơ hội tuyệt vời ý, vậy thì mình phải hiểu rằng là cơ hội ý, nó không tự tìm đến chúng ta đâu ạ. Bạn cứ ngồi trong nhà và bạn hy vọng cơ hội tự đến gõ cửa và nói rằng là đây là cơ hội tuyệt vời thì thường là không có đâu ạ. Mà chúng ta phải là cái người bước ra khỏi cái vùng thoải mái của mình, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, có nghĩa là bước ra khỏi cái thói quen cũ của mình bằng những thói quen mới, những hành động mới thì mới có kết quả mới được. Và để có thể thay đổi được tiềm thức bằng cách là thay đổi hành động và thói quen ấy, nếu như anh chị trước giờ ấy, mình chưa tham gia vào câu lạc bộ ấy, thì mình sẽ không biết được cái điều này. Và chúng ta đã từng rất là cố gắng, nỗ lực để thay đổi thói quen, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thay đổi được kết quả. Vậy thì cái mấu chốt là gì ạ? Đó là chúng ta phải thay đổi một thứ mà nó còn quan trọng hơn, và nó là cái gốc rễ của thành công, và cũng chính là cái gốc rễ của thất bại luôn. Đó chính là suy nghĩ. Chính là suy nghĩ, chính là niềm tin, chính là tư duy, chính là nhận thức của chúng ta. Đây chính là gốc rễ của tất cả mọi thứ, gốc rễ của hành động, gốc rễ của thói quen, và cũng là gốc rễ của kết quả luôn. Yes. Anh chị có bao giờ hỏi rằng bản thân mình so với những tỷ phú có gì khác nhau không? Những người mà từ tay trắng trở thành triệu phú, tỷ phú đi. Chúng ta chứng kiến trong suốt nhiều năm trong cuộc đời của mình ấy, có rất nhiều người họ lập nên một gia tài sự nghiệp, họ trở thành những nhà triệu phú, tỷ phú từ hai bàn tay trắng, có rất nhiều luôn. Vậy thì câu hỏi là hãy hỏi bản thân mình rằng là họ khác gì mình. Có những người họ không có được ăn đàng hoàng nữa, thậm chí là họ không có được cái điều kiện tốt trong cuộc sống nữa, nhưng họ lại trở thành những nhà triệu phú, tỷ phú thành công như vậy. Họ có khác gì với mình không? Nếu như bạn cũng là một cái người khỏe mạnh và có một cơ thể khỏe mạnh, cái người đó khác gì mình? Họ khác một chỗ thôi, đó chính là tư duy. Khác nhau ở cái đầu thôi ạ. À, tay chân như nhau, ăn cơm uống nước đi ngủ như nhau, cũng hít thở oxy như nhau, một ngày cũng có 24 giờ như nhau. Vậy thì chỉ khác nhau ở một cái đầu thôi chị ạ. Chính là tư duy, chính là niềm tin, chính là suy nghĩ. Cái vô hình tạo nên cái hữu hình, chính là cái tâm thức của chúng ta. Và hãy nhớ, tư duy cũng chính là một phần của tâm thức, niềm tin cũng là một phần của tâm thức. Tâm thức nó lưu lại cái gì, nó giữ lại cái gì, cái đó nó thành tư duy của mình. Cho nên là tại sao anh chị nói là muốn cuộc đời chúng ta có nhiều điều tốt đẹp hơn ấy, thì hãy ngay lập tức thay đổi những cái thông tin hay là video. Ví dụ như là mình hay xem những cái thông tin tiêu cực ấy, thì giờ đừng có xem nữa, ngay lập tức thay đổi. Mình hay xem những cái drama tiêu cực ấy, thì đừng có coi nữa. Muốn xem giải trí thì cũng có nhiều cái loại hình giải trí mà, đâu có nhất thiết phải là giải trí bằng cách là ít drama đâu, đúng không ạ? Bạn coi hài vui vui cũng được mà. Mình phải chọn lọc thông tin tốt để mình đọc, thì chúng ta sẽ thấy là tâm thức của mình ấy có sự thay đổi. Và khi tâm thức mình thay đổi ý, thì chúng ta sẽ thấy là từ bên trong nhá, mình là cái người tích cực nhá. Và khi mình là người tích cực ý, thì chúng ta sẽ có những lời nói nó khác, hành động khác, thói quen cũng tích cực hơn, và thái độ trong công việc ấy cũng sẽ khác rất là nhiều so với trước đây, khi mình cứ tập trung vào những cái xem những cái điều nó không tích cực ấy. Muốn trở thành cái gì thì hãy tiếp xúc với những cái đó nhiều lên, luôn luôn tập trung vào những cái điều tích cực và người tích cực. Cho nên là nếu như anh chị nào đang trong cái tình cảnh đó là khó khăn ấy, túng quẫn, bại, thì hãy nhớ là gì ạ? Là người tích cực trước đi ạ. Hãy là một người tích cực trước đi ạ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn phải là một người tích cực, vẫn luôn luôn chọn điều tích cực, thì lúc đó mọi thứ mới bắt đầu có sự thay đổi được. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái sự vận hành trong tư duy nhé. Cái gì tạo ra hành động?
đó chính là suy nghĩ và cảm xúc, chính là tư duy. Tư duy thì có tư duy tích cực và tư duy tiêu cực, có suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tiêu cực, có niềm tin cực và niềm tin tiêu cực. Và những niềm tin tích cực ấy thì nó đến từ đâu ạ? Thường thì nó đến từ những cái trải nghiệm tích cực trong quá khứ ấy, thì anh chị ít nhiều gì ấy cũng có những trải nghiệm tích cực trong cuộc sống của mình, và chúng ta cũng vô tình trải qua một số trải nghiệm không tích cực, ví dụ như những lần mình thất bại, những lần mình bị lừa, hoặc là những lần những cái điều không tốt nó xảy ra. Những cái trải nghiệm đó nó sẽ lưu lại vào tiềm thức của chúng ta, vì tiềm thức ấy là nơi lưu trữ thông tin mà, nó sẽ lưu lại những cái điều tích cực và cả những điều không tích cực nữa. Nhưng mà cái vấn đề này là con người ta ấy, những điều cực thì không nhớ đâu ạ, nhưng mà lại rất là nhớ những điều không tích cực, đúng không ạ? Những cái điều tuyệt vời ấy thì lại không ghi nhận đâu ạ, nhưng mà lúc nào cũng coi và tự soi mói bản thân mình về những điều không tích cực. Và hãy nhớ này, quá khứ tạo nên hiện tại và hiện tại tạo nên tương lai của chúng ta. Và nếu như bây giờ bạn cứ giữ bên trong người của mình ý, bên trong tiềm thức của mình ý, bên trong cái tư duy và cái niềm tin của mình ý, những cái điều không tích cực đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới năng lượng, ảnh hưởng tới hành động và ảnh hưởng tới kết quả của chúng ta. Chúng ta cần phải loại bỏ đi những suy nghĩ đó và hãy thay đổi nó bằng những suy nghĩ cực, bằng những niềm tin tích cực. Đó chính là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm được. Các em ạ, đương nhiên là để có thể thay đổi được ấy, và để có thể là gội rửa, làm sạch cả những thứ đó thì sẽ phải cần thời gian. Nhưng mà bây giờ ấy, bước đầu tiên Hiền muốn anh chị ngay ngày hôm nay, anh chị học tới đây rồi ấy, thì mình hãy ứng dụng ạ, vận dụng vào trong cuộc sống của mình, thay vì cho bản thân mình tiếp xúc, xem, nghe những thông tin không tích cực. Tiếp tục là đi tiếp xúc với những câu chuyện không tích cực thì mình hãy bớt đi ạ, hạn chế đi ạ. Thậm chí là trước đây chính chúng ta hay nói những chuyện không tích cực, kiểu như là mình hay nói không tốt về người khác này, thì bây giờ sao ạ? Bỏ đi ạ, đừng làm như thế nữa. Mình chặn hết tất cả mọi thứ bên ngoài mà nó có yếu tố tiêu cực đi ạ. Bây giờ đừng có than vãn nữa, đừng có nói cái gì mà nó không tích cực nữa. Giờ anh chị thử làm đi ạ. Hiền đảm bảo với anh chị luôn, anh chị bắt đầu làm từ ngày hôm nay đi, chỉ cần trong một tuần thôi nhá, anh chị nghiêm túc làm việc này đi, thì cuộc sống của anh chị thay đổi hoàn toàn, nó tốt hơn rất là nhiều, chỉ bằng cái việc đó là thay đổi bên trong mình thôi, là mình không nói những điều tiêu cực nữa, không đi bàn tán phán xét những câu chuyện với những người không tích cực nữa, mình cũng không đi xem những video, những thông tin không tích cực nữa. Hiền đảm bảo một tuần thôi là bạn thấy là bạn khác rồi đó. Đó là một tuần, còn ai mà làm được 21 ngày nhá. Đương nhiên là sau 21 ngày là nó thành thói quen của mình rồi. Cuộc đời là đi vào một cái trang mới rồi. Thì đây là bí mật của việc là ứng dụng sức mạnh tiềm thức đó anh chị. Anh chị hình dung ra chưa ạ? Phúc cho những ai chưa thấy đã tin. Ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Và từ khi mà Hiền biết về sức mạnh tiềm thức ấy, và Hiền ứng dụng nghiêm túc ấy, thì thật sự ấy, là mọi thứ trong cuộc sống của mình ấy, nó trở nên rất là dễ dàng. Và những anh chị nào ấy, đã đồng hành cùng câu lạc bộ thời gian ấy, thì chắc chắn ấy, là anh chị cũng đã trải nghiệm được cái điều này rồi. Có đúng không ạ? Yes. Có những lúc anh chị mình quên á. Nhiều khi mình bị cuốn theo những cái bên ngoài và mình quên mất đi cái bên trong của mình, là mình phải chọn tập trung vào những điều tích cực ấy. Mấy cái kênh không tích cực ấy, hay là mấy cái câu chuyện không tích cực ấy, hay là những suy nghĩ không tích cực ấy, thì mình đừng có động tới nó nữa. Mình chỉ tập trung vào những điều cực và những người tích cực thôi. Mình cũng hy vọng trong tương lai ấy, cũng sẽ có nhiều anh chị em ở đây, chứ không chỉ anh chị mà cả thế hệ sau của chúng ta nữa, sẽ là những người thành công, tạo ra những cái giá trị tuyệt vời cho xã hội, cho đất nước. Mình phải thay đổi tự từ chính mình thì thế hệ sau ấy mới tốt được anh chị ạ. Nên là đầu tiên ấy là mình phải tích cực đi, đừng có bị ảnh hưởng bởi những thứ không tốt bên ngoài nữa. Đầu tiên ấy là mình giúp được chính mình này, sau đó là mình sẽ giúp được cho con cái của mình, gia đình của mình, và sau đó mình mới giúp được cho những người khác nữa, được không anh chị ơi? Yes. Cho nên là Hiền rất là mong mong là từ ngày hôm nay thì anh chị sẽ biết điều chỉnh chính bản thân của mình, được không ạ? Điều chỉnh chính bản thân của mình là mình sẽ không tiếp xúc với những gì không tích cực nữa,
những cái gì mà nó đang không tích cực ấy thì mình hạn chế, và tránh được thì càng tốt. Và mình cũng không tiếp xúc với những người không tích cực nữa, không có đi phàn nàn, chỉ trích, phán xét người khác nữa, và cũng không phàn nàn, chỉ trích, phán xét chính bản thân mình nha. Được không anh chị ơi? Hãy rèn luyện cái này đấy anh chị nhé. Đây là cái bước đầu tiên để cho anh chị có thể là ứng dụng tiềm thức và luật hấp dẫn. Bởi vì anh chị phải hiểu rằng là này, trong cuộc đời này chỉ có ta và luật hấp dẫn mà thôi. Và nếu anh chị không ứng dụng ấy thì luật hấp dẫn nó vẫn vận hành xung quanh chúng ta. Và chúng ta chỉ hút mọi thứ đến với mình đúng với những cái gì mà mình có trong suy nghĩ, đúng với cái trường năng lượng của mình. Và nếu như mình cứ tiếp xúc với những cái điều không tích cực ấy thì mình chỉ thu hút những điều không tích cực tới với mình thôi. Khi mình cứ tập trung thân tâm trí của mình vào những điều không tích cực ấy thì mình sẽ không thể nào thu hút được những điều tốt đẹp đến cả, bởi vì nó phải cùng trường năng lượng. Yes, nên là mình rất là mong là từ ngày hôm nay anh chị chúng ta hãy thay đổi cái thói quen này đi ạ. Tập trung vào những điều tích cực, tập trung vào những con người tích cực. Bảo vệ năm giác quan của mình. Chỉ cho năm giác quan của mình ấy nghe, nói, xem, nhìn những cái gì tích cực thôi. Được không anh chị ơi? Yes, tuyệt vời. Rồi đó, ok. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ như vậy thôi nhé. Và để ngày mai chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếp nhé. Được không ạ? Dạ, ok. Vậy thì hẹn anh chị vào ngày mai nhé. Và cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với Hiền trong ngày hôm nay ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Và anh chị nào mình cũng đang tìm kiếm một cái môi trường để đồng hành, để có thể phát triển bản thân ý, và ứng dụng tiềm thức luật hấp dẫn để thành công trong tài chính, trong sức khỏe, trong mối quan hệ và phát triển công việc kinh doanh ý, thì có thể tham gia vào nhóm học tập, đọc sách, ứng dụng luật hấp dẫn, hành lòng biết ơn cùng với Hiền nhé, trong môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Vàng, được không ạ? Bắt đầu tuyệt vời. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đồng hành cùng Hiền trong ngày hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. I love you. Thank you.